Rồi. Để ơi, tính tiền cho nó xanh lên. Trời ơi, chơi thẳng lắm má. Chơi má. Chơi thẳng má. Cái bụng nó đi quá. Chơi thẳng lắm má. Trời. Đau quá ra nắng gì vậy? Đó. Chồng không muốn về luôn kìa. Chồng không. Nè mấy ông nội có chương đề mới. Ôi Trần Bình hả? Điểm số Trần Bình. Xe đó là nay nó đặt nó đổi mô tô chạy rồi. Xe này chắc của ông chứ nó chạy mô tô mấy năm. Bao lúc kia ra xong rồi. Cái gì? Cái này hả? Cái này hả? À chi nhạc kia ok. Sao vậy? Thấy hình như em xuống sắt liền hả trời. Hồi nãy thấy tôi tự nhiên ra ổng vô thấy em. Trời ơi lúc mà em đang đi kiếm đồ thắp nhang nó lợi nó lận nghe em còn nó ai vậy trời. Cái xong mà em vô cái tự nhiên nó mang khẩu trang nó kêu ngoại đừng có nói. Thì không có đinh mắt. Thằng này lỡ thằng đàn quà. Sao thằng Thành mới đinh. Má cũng nói lời nào, em cũng nói lời nào, giống như hai người xa lạ. Chứ giờ sao giờ? Giờ biết sao giờ? Gần đây mà, nhà bên Trung Sơn á. Chồng già, chị chia tay chồng già. Hồi lúc trước là hai đứa không bị gì trơn á, cái xong rồi. Chia tay xong rồi vẫn bình thường. Em quen người khác, nó cũng qua chở em đi chơi thì vẫn bình thường. Cái xong rồi nó mới nói em á là đừng có chuyện giới. Làm cha để bình thường đi. Còn nếu như mà chuyện giới á là nó không có nhìn mặt nữa. Cái em á nó vô duyên, giờ tao cũng có bồ rồi. Cái gì tao làm gì được. Đúng không? Sao được. Thế là bắt đầu là nó lóc hết Facebook Zalo của em là gặp mặt 3-4 năm rồi. Bây giờ là mới gặp lại. Tao đuổi gặp em. Tới giờ em mới thiệt số điện thoại nó còn chặn em luôn á. Nó qua vậy thôi chứ là Zalo với số điện thoại vẫn còn chặn đi nguyên. Chắc bây giờ nó cũng biết em chuyển giới rồi mà đúng không? Thì hồi xưa người ta biết rồi, tại vì lúc đó em chuẩn bị đi là em đã nói nó nghe rồi. Em nói nó tôi chuẩn bị đi qua Thái rồi. Vậy là chắc hôm nay lại xem tình hình là em làm ăn là sống chết là sao. Nó còn sống chết là sao. Thấy cũng lại hỏi thăm bà ngoại rồi hỏi thăm anh bự. Cũng hên là cũng không sao hết á chứ có sao là mệt. Em mới nó đánh lộn, đánh qua đánh lại hồi đó tôi có nó xỉu vô gì. Đánh quá trời luôn em ghen á hồi xưa. Ghen em quýnh á. Chứ nó làm gì cũng được, nó giả em cái nó xỉu luôn. Thương em tới vậy đó. Ok. Nó đen mặt nè. Nó lưng nè hả? Còn cái này là cái gì? 75 gì vàng. Cái nè. Bên đây gò công nè. Bên đây gò công. Bóng gò công ơi. Bóng Phan Thức gò công.
Biêu đi, bú đi. Ờ, sụp đi. Không biết có quen. Mà đồ phường này nó ít đi chơi với ai lắm. Ít bạc. Thầy cũng đẹp trai quá trời. Giờ nay vậy là hơi ốm đó, lúc trước nó bự hơn. Già rồi, hồi xưa đứa nào còn trẻ, giờ đứa nào cũng già rồi. Quay đi quay lại cũng 3 năm hả, bao nhiêu hả? Có ông bà 4 năm rồi. Đó đó, thằng Subin bao nhiêu tuổi là em với anh này chia tay bao nhiêu năm đó? Lâu rồi. 3, 4 năm á? Lâu rồi, nhưng mà gặp lại cũng phải ngại, ngại ngùng xíu. 3, 4 năm là 12. Hết rồi còn mấy cái gì vậy? Mới thăm vậy thôi vậy. Qua dọn đi cưng. Mới giao hàng vậy mà chết. Qua dọn hàng đi bé. Mai dọn sớm nè. Đây chị ốm sớm rồi. Đây đi chơi gái nè. Lát chị dẫn cho đi chơi gái. Nó mà cởi đồ ra mà xỉu đó. Cho mày chơi tao ngồi tao nhìn. Thôi đâu có gì đâu chơi. Đi chơi ngồi nhìn đó. Cú lạ vậy trời. Thích vậy. Cả nhà ơi, thì hiện tại giờ xe cái yên chiên bán rất là đông khách cả nhà. À, lượng khách ra vô rất là đông ha. Xe cái yên chiên mới rồi. Trong những tình hình cho cả nhà xem nha cả nhà. À, khách ngồi rất là vui vẻ ha, trò chuyện rất là vui vẻ, xe cái yên chiên cũng sắp hết rồi cả nhà. À, mọi người rất là vui cả nhà. À, ai lại đây ăn cái yên chiên được trò chuyện ha, được tương tác rất là vui luôn ha cả nhà. À, bội Nhi thì cũng đang chiên cá ha, Du Mi thì lên trên nhà tí xíu rồi cả nhà. À, đó còn xuống liền cái yên chiên còn một ít phần ha. À, những vị khách bạn này thì về, nhưng mà những bạn khác ta ngồi ta thấy vui quá ta ngồi lại một lát hồi thì cũng có chuyện vui ở nhà, hình như là sắp rủ vui. Thì cái clip này Hưng Trần quay thì để cho mọi người hiểu về cái tình cảm của ngày xưa của Bội Nhi đó nha. Bội Nhi ha, chồng cũ Bội Nhi ghé thăm mà Bội Nhi cứng người á.